Hello, hello. Xin chào các bạn. Đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối ngày thứ ba tại Hoa Kỳ ở Việt Nam. Các bạn đã bước qua là ngày thứ tư rồi. Và ngày hôm nay đây chúng ta có một số những thông tin như mà Thuận nghĩ là thông tin nổi bật nhất mà Thuận sẽ dành như thời gian chia sẻ với các bạn. Đó chính là cái buổi điều trần ở Hạ Viện liên quan đến SEC các bạn. Chủ tịch Giao Giang đã phải đến để mà trình bày với lại Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ Viện ngày hôm nay. Và hôm nay là một ngày mà cũng rất là sôi động. Thuận cũng đã trích ra một số những cái clip mà nổi bật nhất trong cuộc điều trần này các bạn thì được là đây là buổi điều trần rất là dài các bạn 5 tiếng 23 phút và thực ra bản thân của thuận thì phần lớn cũng có nghe nhưng mà thường phải bận làm việc cho nên cả ngày hôm nay đây thường cũng để background để mà nghe xem coi là họ nói những gì mà thôi và lưu lại những lúc mà thường cảm thấy là nhiều người sẽ quan tâm và thường cũng đã dành thời gian để mà dịch lại cái phần đó thường sẽ chia sẻ với các bạn trong video này và nếu như chúng ta có thời gian nên thường sẽ chia sẻ thêm một số những thông tin nơi bật khác nhưng mà đầu tiên hết á, thì cũng như thường lệ chúng ta sẽ nhìn vào vào tình hình chung thị trường thì các bạn thấy được là chứng khoán hôm nay đã không có nhiều sự thay đổi. Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đã cũng cỡ đó mà thôi, tương tự ngày hôm qua free market bây giờ cũng không có theo rất nhiều các bạn các bạn thấy là cả ba chỉ số futures đều đang giảm nhưng mà cũng không phải là giảm nhiều lắm giảm khoảng chưa là 0.2% mà thôi chúng ta nhìn vào hợp đồng dầu ngày hôm nay nên thì giảm một chút các bạn ở mức là 80 đô cho một thùng dầu còn về vàng thì sao vàng hôm nay cũng giảm thêm một chút vẫn giữ được mức là khoảng 2.000 đô các bạn thì bây giờ thì hợp đồng là 2.014 đô cho một ounce vàng chúng ta cũng nhận được một số những cái thông báo liên quan tới ngân hàng nói chung cũng không gì đặc biệt hết các bạn những ngân hàng đó thì họ thông báo quý một là có ngân hàng có cái thu nhập tốt như là chúng ta nói tới là Bank America có ngân hàng thì không được tốt lắm như là chúng ta nói tới Goldman Sachs nhưng mà thật sẽ chia sẻ thêm những chi tiết với các bạn khi mà chúng ta có thời gian điều mà thường cảm thấy nhiều bạn quan tâm nhiều hơn đương nhiên là thị trường crypto này rồi và chúng ta đã thấy được là BTC một lần nữa đã trở về mức là 30.000 đô hồi sáng nay chúng ta thì BTC đã lên tới mức là khoảng chừng 30.500 đô bây giờ chúng ta mức là 30.168 thì BTC vẫn tiếp tục giữ được cái mức là 30.000 đô sau khi chúng ta đã có một cái sự tăng trưởng nhanh chóng có thể nói là từ đầu năm rồi chúng ta có một cái sự tăng trưởng nhanh à, từ cái thời điểm mà có những cái sự khủng hoảng ngân hàng vào lúc là khoảng chừng tháng 3 cho tới bây giờ và chúng ta thấy được là thị trường crypto nói chung đó thì hôm nay cũng rất là tốt BTC thì tăng 3% còn à, những đồng khác như là Ethereum, XRP, Cardano thì cũng tăng các bạn nhưng mà các phần trăm đó thì cũng cỡ như hay là thấp hơn BTC. Chúng ta cũng có một số những đồng nhỏ đó cũng vẫn có sự tăng trưởng nhanh trong ngày hôm nay. Chúng ta có những đồng như là Radix Tăng 36% các bạn, trong vòng 7 ngày qua Radix đã tăng 157% rồi. Ờ, ICP, những mới nào mà quan tâm nữa, thì ICP cũng tăng hôm nay là 13%, một tuần qua tăng 32%. Và Zulika đã rất lâu chúng ta không nghe nói tới cái tên này các bạn, đã tăng 11% trong vòng 2-4 giờ qua. Và cuối cùng là Synthetix tăng 10%, và một số những đồng khác cũng có sự tăng trưởng nhưng mà cũng không phải là đáng kể lắm. Và tổng số hóa đó hôm nay tăng... 2.2% chúng ta vẫn trên 1.3 nghìn tỷ Còn về cái phần trăm vốn hóa đó thì BTC chiếm 44.1% Ethereum bây giờ là 18.8% các bạn Và chúng ta thấy được là có một số những thông tin hồi sáng này liên quan tới SEC Vừa mở mắt chúng ta đã thấy được những thông tin như là liên quan sang Bitrix họ cũng đã bày tỏ cái sự không hài lòng với lại SEC Các bạn đã biết là SEC đó đã ra quyết định là muốn kiện sang Bitrex và sẽ kiện sang Bitrex vì lý do là họ đã list những cái token mà đó là chứng khoán không được đăng ký thì chúng ta cũng đã nói khá nhiều về thông tin này ngày hôm qua rồi. Sang Beatrix nói đó là những gì mà SEC nói đó là không có công bằng và không hợp lý. Tại vì Sang Beatrix đã nhiều lần làm việc chung với SEC và nhờ SEC xem coi là có những đồng nào trên sàn của họ mà SEC không thích hay là có khả năng là chứng khoán để họ có thể là có sự chuẩn bị. Nhưng mà tới cuối cùng đó thì SEC không nói gì hết rồi bây giờ lại có một cái đơn kiện tới Sang Beatrix và Sang Beatrix à, là một sàn mà họ nói là họ đã quyết định rời khỏi Hoa Kỳ rồi thì bây giờ lại bị kiện. Nhưng mà họ họ sẽ không có bỏ qua như vậy và họ sẽ tìm những cái giải pháp pháp lý để mà đối đầu với SEC có nghĩa là họ đã ra quyết định là họ sẽ ra tòa về SEC chứ không phải là chỉ đóng phạt rồi rời khỏi Hoa Kỳ và chúng ta cũng thấy được là một sàn lớn khác nữa đó chính là Coinbase thì Coinbase CEO Brian Armstrong đó đã nói là Coinbase Tuy là hiện bây giờ vẫn chưa có nhận được đơn kiện đến từ SEC Nhưng mà họ đã nhận được một cái gọi là Wells Notice Hiểu đơn giản đây là một cái lá thư cảnh báo mà thôi nghĩa là có thể là sẽ kiện Nhưng mà vẫn chưa có ra quyết định là kiện hay là không kiện Và trong cái lá thư Wells Notice cũng không có nói rõ là lý do tại sao Mà họ nghĩ là Coinbase đã vi phạm luật chứng khoán ở Hoa Kỳ cho nên tất cả đều không rõ ràng và Coinbase nói là nếu như họ bị kiện đó, thì họ cũng như là Bitrex cũng như là XRP cũng như là một số những cái công ty lớn thì bây giờ như là RayScale họ sẽ ra tòa với SEC để đòi lại một cái sự rõ ràng và các bạn đã thấy được là nếu như mà không như ý muốn đó, thì Coinbase sẽ có quyết định là rời khỏi Hoa Kỳ chứ sẽ không ở lại nơi này nữa. Các bạn đã thấy đó là trong lịch sử crypto từ khi mà Thuận tham gia tới bây giờ đó thì Thuận đã chia sẻ với các bạn nhiều lần rồi. thường cảm thấy là chúng ta có hai cái lỗi lớn. Thứ nhất đó là đến từ Trung Quốc các bạn. Năm 2017 Trung Quốc đã đột ngột không có chấp nhận sàn giao dịch nữa, không có cho người dân Trung Quốc tiếp cận crypto, dẫn đến là tất cả những nhân tài, tất cả những công ty đều rời khỏi Trung Quốc. Lúc đó là Trung Quốc là nơi mà có nhiều giao dịch nhất các bạn và ai cũng nói là bây giờ không còn Trung Quốc nữa đó, thị trường này đã sẽ không thể tiến tới được. Thị trường này đâu còn ai giao dịch nữa vân vân. Nhưng mà sự thật đó, sau khi rời Trung Quốc rồi thì BTC liên tục lập đỉnh mới các bạn. Thị trường ngày càng lớn mạnh hơn, chỉ là không còn Trung Quốc nữa mà thôi Cái số lượng giao dịch đến, đến Trung Quốc đó thì đương nhiên là vẫn còn các bạn Tại vì có nhiều người họ sẽ tìm những cách mà tiếp cận được với lại crypto Cho dù là không có chính thống nhưng mà cái volume đã giảm rất nhiều Rất rõ ràng là crypto không cần Trung Quốc các bạn mà chỉ có Trung Quốc cần crypto mà thôi Và chúng ta cũng đã thấy được là cái lỗi lớn thứ nhì mà những bài nào mà theo kênh nên chúng ta nói tới rất là nhiều Đó chính là cái thời điểm mà Trung Quốc ra quyết định là không cho phép đào BTC nữa ở rất nhiều nơi ở Trung Quốc như là Tứ Xuyên dẫn đến là những cái cái công ty đào đó, họ rời khỏi Trung Quốc và họ đi đến đâu các bạn, họ đi đến những quốc gia mà chấp nhận hơn như là ở Hoa Kỳ chẳng hạn. Thì bây giờ đó, số lượng BTC đào ở Hoa Kỳ lại tăng lên các bạn, những cái tốc độ đào ở Hoa Kỳ đó lại cao hơn nhiều so với những nơi khác. Thì đây là hai cái lỗi lớn đối với thôi nhưng mà ngược lại đó thì bây giờ có thể chúng ta đang chứng kiến cái lỗi thứ ba sẽ được hình thành thường nói là có thể sẽ được mà thôi chứ còn thường không có biết được là tới cuối cùng như thế nào các bạn tại vì nếu như mà SEC và những người lập pháp mà không đến crypto đã cứ tiếp tục đàn áp hoài thì các bạn sẽ được là tốn bao nhiêu công sức để những công ty đến hoa kỳ nhân tài đến hoa kỳ à để mở rộng ngành dịch vụ crypto như vậy bây giờ đó những cái hành động đó dẫn đến những công ty này rời khỏi thì nếu như vậy sẽ dẫn đến cái lỗi lớn thứ ba mà ngược lại bây giờ chúng ta đã thấy được là có những động thái đến từ hồng kông đại muốn mở rộng để mà chào đón những sàn giao dịch những công ty crypto đến hồng kông thì có phải là trung quốc đã muốn mở cửa để có thể là thử nghiệm xem có chấp nhận crypto sẽ ra sao tại vì thực sự thị trường này rất có tiềm năng nhưng mà đó cũng chính là cái lý do tại sao chúng ta cần phải quan tâm đến cái cuộc họp ngày hôm nay từ quốc hội tại Hoa Kỳ. Thì các bạn đã biết là một trong những nhân vật mà luôn công khai chống đối với là nhiều công ty trong thị trường crypto này đó chính là Gary Gensler. Chúng ta còn những nhân vật khác như là chúng ta nói tới thượng nghị sĩ Warren, chúng ta nói tới tổng chân lý của New York. Nhưng mà cái người mà có sự ảnh hưởng lớn đó chính là chủ tịch Gary Gensler tại vì ông ta là chủ tịch của ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ. Ông ta có thể gắn cái mát là chứng khoán cho nhiều những cái token và dùng lý do đó để đàn áp trên crypto vì một lý do nào đó chúng ta không có rõ nhưng mà tôi nghĩ là đương nhiên một là vì lý do chính trị hai là vì tiền mà thôi một trong hai lý do và chúng ta cũng đã từng chia sẻ nhiều cái giả thuyết là chuyện đang xảy ra tại sao SEC lại có những hành động đó rất rõ ràng là họ đang đàn áp thị trường này mới đầu khi mà thuận chia sẻ đó thì nhiều bạn cũng không có cùng có quan điểm đâu nhiều bạn nghĩ là có thể thuận đã quá nhạy cảm hay là uh, thuận đọc quá nhiều thứ âm mưu nhưng mà sự thật ngày lại càng phơi bày các bạn hơn một năm qua chúng ta đã nhìn thấy rất rõ ràng những động thái và những cái tiêu chuẩn mà không có được công bằng đến từ SEC. Và thật ra thị trường này có phải là do SEC quản lý không nên chúng ta vẫn không có biết và hôm nay trong buổi điều trần này đã rất rõ ràng rồi các bạn và đương nhiên hôm nay đã, đã, có thể đưa ra được một cái dẫn chứng là rất nhiều những người lập pháp họ cũng có đồng quan điểm họ không thích SEC họ muốn bảo vệ thị crypto này đương nhiên đó là mỗi người đều có một lý do các bạn chúng ta là người đầu tư crypto thì chúng ta đương nhiên là muốn bảo vệ crypto rồi nhưng mà những người khác những người lập pháp đó thì họ quan tâm điều gì đương nhiên là họ quan tâm đến giữ chiếc giới của mình và để có thể giữ chiếc ghế của mình đó, thì họ cần gì các bạn họ cần phải có người bỏ phiếu cho họ họ cần phải phục vụ à, những người mà đã đứng ra ủng hộ họ khi mà họ ra tranh cử hay là tái tranh cử và rất rõ ràng rất nhiều người mà đang ủng hộ họ đó không thích gail và không thích À, lý do mà ra sự đàn áp hình crypto này Tại vì có thể là họ cũng muốn có lợi ích riêng của họ Nhưng mà dù sao đi nữa đó, đối với Thuận Tại sao mà những nhà lập pháp đứng về phía của chúng ta cũng không quan trọng lắm đâu các bạn Chúng ta cũng đã từng nói tới là không có kẻ thù bệnh viện Không có ban mà bệnh viện Chỉ có lợi ích bệnh viện mà thôi, chúng ta chỉ quan tâm tới lợi ích Và để Thuận chia sẻ một số những cái thời điểm sôi động trong cái buổi điều trần này với các bạn Đầu tiên hết á, thì cái phần này à, Thuận đã chia sẻ hồi sáng này nhưng mà không có thời gian để mà thâu lại thì đây là cái trò chuyện giữa dân biểu steel với lại gary gansler thì dân biểu steel hỏi gary gansler là ông có tài sản điện tử hay là không thì Gail Chancellor đó trong cái buổi điều trần này các bạn thấy được là Gail Chancellor trả lời dòng do rất là nhiều Trước khi mà đến quốc hội đó các bạn thấy được Gail Chancellor đó không bao giờ ngại để mà nói tất cả là chứng khoán Tất cả là do SEC quản lý này nọ Nhưng mà khi đến quốc hội rồi các bạn thấy được là Gail Chancellor hầu như là không có dám nói thẳng mà cứ nói dòng do Và thật ra những lập luận Gail Chancellor đưa ra, ra cũng không có ý nghĩa gì hết đó các bạn Đây là một trong những đặc điểm rất là tiêu biểu của những người mà thích ăn hiếp người khác Những người mà thích ăn hiếp người khác đó người ta chỉ thích kiếm những người nào yếu hơn người ta để người ta ăn hiếp mà thôi tại vì cái người mà ăn hiếp đó họ chỉ muốn ăn hiếp để thỏa mãn mình mà thôi chứ còn họ không muốn đụng tới bất cứ một ai mà có thể chống lại họ mặc dù là người đó có thể là nhỏ con hơn hay gì đó nhưng mà nếu như chống lại thì họ phải dùng vũ lực để mà đàn áp thì làm gì sẽ rất là mệt mỏi cho nên họ sẽ không có muốn kiếm những người nào mà có thể chống lại họ và khi mà có một ai đó ngang sức đứng ra để đối đầu với họ thì họ sẽ dễ dàng thụt lùi à, và đó là điều chúng ta đã chứng kiến ngày hôm nay thì sau khi mà dân biểu Steel hỏi câu hỏi này ông có tài sản điện tử hay không đó thì Gary sự trả lời là tôi có cổ phiếu thì nó dạng điện tử tại công ty cổ phiếu chứ tôi đâu có lưu trữ cổ phiếu ở ngoài đời thật đâu nhưng mà dân biểu Steel là nói là không tôi đang hỏi về crypto thì Gary sự nói là crypto là một loại đầu cơ nhưng mà dân biểu Steel nó nói là không Tôi hỏi là ông có đầu tư crypto hay là không, chứ không phải là tôi hỏi suy nghĩ cá nhân của ông về crypto là như thế nào. Và đây cũng là một trong những cái điều mà được nói tới rất nhiều ngày hôm nay các bạn. Rất nhiều những dân biểu đã làm rõ là những gì mà Gary Gensler nói đó chỉ là suy nghĩ cá nhân của ông ta mà thôi, chứ không phải là nói với cái cương vị là chủ tịch của SEC hay là không đại diện cho SEC. Gary trả lời là không, tôi không đầu tư crypto. Dân biểu Steel nói là ông muốn quản lý crypto này nhưng mà chưa bao giờ xem crypto có nghĩa là điều đó không hợp lý. Gary sẽ nói là tôi có dạy về crypto và blockchain ở trường đại học MIT trước đây nhưng mà dân biểu uh, Steele nói là ông dạy crypto mà chưa bao giờ dùng crypto. Gary Kessler chỉ trả lời là tôi không đầu tư crypto. nó tóm lại là nó nói dòng do như vậy các bạn nhưng mà phần kế tiếp thân chia sẻ của các bạn nó sẽ là một cái clip và cái clip này rất là nổi tiếng các bạn được chia sẻ rất là nhiều trên mạng xã hội và thường cũng hiểu lý do tại sao mà nhiều người quan tâm. tại vì đây là cái clip mà các bạn nhìn thấy trên màn hình đó, chính là chủ tịch của quỹ ban dịch vụ tài chính ở hạ viện Hoa Kỳ. Và nhiều bạn nào mà theo dõi chính trị cũng đã biết hiện bây giờ đó là cái hạ viện Hoa Kỳ là được phần lớn nắm quyền bởi đảng Cộng Hòa chứ không phải là đảng Dân Chủ. À, và vì lý do đó các bạn thấy được là Gary Chancellor cũng là người của đảng Dân Chủ. Cho nên trong đây thì đương nhiên cũng sẽ có à, những cái sự gây cứng liên quan đến chính trị. Nhưng mà điều mà chúng ta quan tâm đó chính là những phần liên quan đến crypto. Thì trong cái 5 phút hỏi này đến từ Chủ tịch Henry à, là hỏi trực tiếp Gary Chancellor về Ethereum có phải là chứng khoán hay là không? Điều mà các bạn cần nên lưu ý đó là khi mà hỏi trực tiếp thì giao Chandler hầu như là run rẩy lẩm bẩm nói dòng do không dám trả lời chính thức là y tờ có phải là chứng khoán hay là không chứ không phải là như là trên tv các bạn trên tv thì em ta lúc nào cũng nói rất thẳng thắn là ngoại trừ bitcoin ra tất cả đều là chứng khoán bây giờ được hỏi thẳng thì lại không dám nói như vậy. Điều hướng chia sẻ cái video với các bạn là chúng ta sẽ à, tiếp tục nói thêm một số những thông tin khác. Thank you, Chair Gunzer. I'll now recognize myself for five minutes. Um, Ether is one of the um, most popular digital assets and powers of the Ethereum blockchain. Uh, back in 2018, then SEC Corporation finance Director Bill Hinman, Hinman uh, stated that he believed Ether was not a security. Uh, last month, CFTC Chair uh, Benham expressed his view that Ether is a commodity. Uh, the State Attorney General of New York asserted in a court filing last month that Ether is a security. Clearly an asset cannot be both a commodity and a security. Do you agree? Um, I, I, it, actually but all securities left. are commodities. Yeah, so like. it's that we are excluded commodities, but I would agree that a security cannot be also an excluded commodity and an included commodity. I'm sorry, Chair, just to talk about the commodity exchange act more precisely okay so do you recognize uh, how would you categorize ether then i think that the general sweep of what congress did not just in the 30s but uh, as amended i'm asking year, you sitting in your chair now to make an assessment under the laws as exist is ether a commodity or a security Without speaking to anyone, I know you've token, repeatedly said you're not going to speak to facts. one, except you've spoken to one, Bitcoin. So I'm asking you to speak to a second one, the lar second largest market cap here. And speaking to the tokens, there's ten to twelve thousand. If there's a group of entrepreneurs, in I'm the asking middle, about the one. The public is anticipating a profit based on the. I'm asking a market. specific question, Chair Gensler. I said this in private. This should be no shock to you. I'm asking this question. Is, it an e is Ether a commodity or a security? And again, it depends on the facts and the law, and if there is a group of individuals. I am asking about in the, the facts middle. and the law sitting in your seat and the judgment you are making. And so, uh, uh, Mr. Chair, I think you, you would not want me to prejudge because I am also. But you have prejudged pre by... on this. You have taken, you've taken 50 enforcement actions. We are finding out as we go, as you file suit, as people get Wells notices on what is a security in your view. And your agency's view. I'm asking you a very simple question about the second largest digital asset. What is your view? And my view is, is if there's a group of individuals in the middle, middle that the public isn't all right. So let me just ask a second question. Then. do you think it serves the market for an object to be to be viewed by the commodities regulator as a commodity and the securities regulator to be viewed as a security? Do you think that provides? Uh, safety and soundness for, for, for the product? Do you think it provides consumer protection? Do you, see, do you think it serves the value of innovation? I think no should be a very simple answer for you here. I think That uncertainty is bad, is it not? And I think that Congress has said that there's one agency, the Securities and Exchange Commission, under this committee. And you won't answer my question, and you're the head of that agency. So give me a break. Come on i'm answering it in the generic because you would not want me to speak about any one set of facts and circumstance okay so but you've already spoken have you said anything about bitcoin uh, the, the, my predecessors and the agency itself has spoken to them okay so, but you're not willing to do the same about ether okay so let me just step back there's a lack of clarity here in the marketplace can you at least agree to that? I think that the clarity is there. The law is clear. All right. So let me be explicit on. about this. The market doesn't see it. Your regulatory actions and the CFTC's regulatory actions say that there is a great deal of uncertainty here. It is the intention of this committee to fix that uncertainty and actually uh, provide a sound legal basis for this. Thì các bạn đã chứng kiến rồi đó Rất rõ ràng là Chủ tịch Gail Chancellor Không có muốn nói về TBM. Nhưng mà điều mà các bạn không biết có để hay không đó Rất là rõ ràng Sau khi các bạn xem thêm nhiều clip nữa đó Là Chủ tịch Gail Chancellor hoàn toàn không có một sự chuẩn bị Các bạn hầu như là Ông ta đến quốc hội nghĩ là Không ai có thể đụng đến ông ta vì một lý do nào đó Thì không biết nhưng mà ông ta hầu như Không có chuẩn bị để mà trả lời những câu hỏi này Trong khi mà Chủ tịch McHenry đó đã nói là tôi đã nói trước với anh là tôi sợ hỏi câu hỏi này mà tại sao mà anh cũng không có chuẩn bị một cái lời trả lời nó nó tóm lại như vậy và chủ tịch giao sau đó là tôi chỉ có thể trả lời chung chung mà thôi tại vì cái gì là chứng khoán đó thì tùy theo à, nhưng mà chủ tịch mạnh Henry uh, của hai viện thì nói là không tôi không có hỏi 10.000, 12.000 loại crypto khác tôi chỉ hỏi duy nhất là tiêu mà thôi anh có đưa ra nhận xét gì về Ether với chức vụ là chủ tịch của ban quản chứng khoán của Hoa Kỳ thì đương nhiên uh, chủ tịch Henry muốn một là Gary nói là tôi tin Ether là chứng khoán Nhưng mà điều đó cũng rất là khó để nói các bạn Đương nhiên đây là một chuyện câu hỏi mà đưa cho tôi vào cái à, uh, thế khó xử rồi Tại vì nếu nói Ether là chứng khoán thì tại sao đến ngày hôm nay SEC vẫn chưa có động thái gì về Ether Và thứ nhì nữa là chúng ta đã biết là William Hinman đó, là giám đốc trước đây của SEC đã từng tuyên bố Ether không phải chứng khoán thì đương nhiên đây là một trong những cái sự nhạy cảm các bạn rõ ràng chứng minh được là ở trong SEC cũng không có sự đồng thuận về Ether là gì thì làm sao mà chưa được giao cho sự có thể dám mạnh miệng nói Ether là chứng khoán có thể là năm Người bỏ phiếu đó, trong đó đương nhiên là coi chủ tịch Gensler và bốn ủy viên thể họ cũng không đồng lòng ý tờ là cái gì Thì làm sao mà ông ta dám nói thẳng ở đây Nếu như mà nói à, không phải à, Thì đương nhiên điều đó ông ta cũng không muốn Tại vì ông ta đang kiện XRP mà và nếu nói là không biết hay là cần tìm hiểu thêm thì cũng không được Tại vì nếu như mà không biết cần tìm hiểu thêm ghi là chứng khoán thì tại sao lại đi kiện tùm lum như vậy Cho nên câu trả lời nào cũng không được hết các bạn Đương nhiên đây là một cái chiến lược đến từ McHenry rồi à, Nhưng mà điều khác nữa đó, các bạn hãy được McHenry cũng rất là nhảy bén Khi mà Chủ tịch Gary Johnson nói là chúng tôi đã có lực rõ ràng rồi Cái gì là chứng khoán Nhưng mà Chủ tịch mẹ Henry nói là không Rất rõ ràng là anh không có lực rõ ràng là chứng khoán Tại vì nếu như là luật ra rõ ràng như vậy Thì cái gì là chứng khoán đó chỉ cần áp dụng lực là biết liền Đương nhiên không phải là rõ ràng Tại vì y tờ là chứng khoán hay không anh cũng không dám nói đó là cái phần mà thường cảm thấy là nhiều bạn quan tâm tới nhất liên quan tới cuộc trò chuyện về Ethereum. <laughs>